Kinh chuyển Pháp Luân. Tôi được nghe rằng một thời Thế Tôn trú ở vườn Nai, thành Ba La Nại. Bấy giờ Thế Tôn gọi năm tỳ khu đến dạy thế này: có hai cực đoan người tu nên tránh, một là ham thích hưởng thụ năm dục, hai là khổ hạnh ép sát hành thân. Hai con đường này dẫn đến xa đọa bế tắc tối tâm. Con đường Như Lai đã tìm ra được, gọi là trung đạo, tránh hai cực đoan, đem lại trí tuệ, thấu suốt bản chất của bốn sự thật. Sự thật về khổ, nguyên nhân sinh khổ, sự thật hết khổ, con đường thoát khổ. Này các tỳ khu, trung đạo là gì? Là con đường sống lành mạnh thanh thoát, rời hai cực đoan, có tám thành tốt. Thấy biết đúng đắn, suy nghĩ hợp lý, nói năng hợp lẽ, hành vi hợp đạo, nuôi mạng hợp pháp, siêng năng chăm chỉ, chú ý đúng mực, tâm trí ổn định. Này các tỳ khu, thế nào là khổ? Có sinh có khổ, già bệnh ắt khổ, chết càng khổ hơn, xa lìa người thương, cảnh vật ưa thích, chung đụng kẻ ghét, trái ý nghịch lòng, muốn mà không được, điều sinh khổ đau, làm tưởng thân tâm, gồm năm tổ hợp, hình thể cảm giác, tri giác hiểu biết, tình cảm phản ứng, sao lưu chuyển giao, là ta của ta, khổ đau càng dài. Này các tỳ khu, cái gì sinh khổ? Chính là tham ái, ham thích đắm say, mê mẩn đối tượng, thuộc sáu cảnh trần, hoặc các cảnh trời, hữu sắc vô sắc, hay muốn trường tồn cùng với trời đất, hay quá chán ngán nên muốn chấm dứt một lần mãi mãi, không còn dính mắc bất kỳ thứ gì ở trong ba cõi, vắng lặng an tịnh. Này các tỳ khu, muốn chấm dứt khổ cần phải đi theo lộ trình thoát khổ, gồm tám thành tốt: thấy biết đúng đắn, suy nghĩ hợp lý, nói năng hợp lẽ, hành vi hợp đạo, nuôi mạng hợp pháp, siêng năng chăm chỉ, chú ý đúng mực, tâm trí ổn định. Này các tỳ khu, nhờ thấu suốt được bốn sự thật này, Như Lai thấy rõ, biết rõ, biết đúng, biết không sai lầm, chấm dứt hoài nghi, không còn mê tối về sự thật cổ. Một điều trước đây, khi chưa giác ngộ, không nghe không biết rằng thực tính khổ có mặt cùng khắp trong cả tam giới, cõi của ham muốn, tức là cõi dục, cõi mang hình tướng của nhiều dạng sống, ánh sáng âm thanh, vắng lặng trong sạch, thường gọi cõi sắc, hoặc cõi vi diệu, không có hình hài, thuần túy ý niệm, nên gọi vô sắc. Này các tỳ khu, Như Lai thấy rõ, biết rõ, biết đúng, biết không sai lầm, chấm dứt hoài nghi, không còn mê tối về nhân sinh khổ, là do ham thích dục lạc,
ham thích thanh tịnh, ham thích tịch diệt, điều mà trước đây khi chưa giác ngộ, không nghe không biết. Này các tỳ khu, Như Lai thấy rõ, biết rõ biết đúng, biết không sai lầm, chấm dứt hoài nghi, không còn mê tối, đối với hết khổ, tức là niết bàn, không còn ham thích, với sáu cảnh trần, không còn ước muốn, sống lâu sống mãi, không còn mong mỏi, đoạn tuyệt hoàn toàn với mọi tồn tại. Này các tỳ khu, Như Lai thấy rõ, biết rõ biết đúng, biết không sai lầm, chấm dứt hoài nghi, không còn mê tối, đối với con đường thoát khỏi khổ đau gồm tám thành tốt, điều mà trước đây khi chưa giác ngộ không nghe không biết. Này các tỳ khu, con đường thoát khổ có tám phần này, cần được thấu hiểu, cần được thực hành, cần được chứng ngộ, và bốn sự thật, các hiện tượng khổ, nguyên nhân sinh khổ, chấm dứt khổ đau, con đường thoát khổ, cần được thấu hiểu, cần được thực hành, cần được chứng ngộ. Này các tỳ khu, trước đây Như Lai, khi chưa thấu hiểu, khi chưa thực hành, khi chưa chứng ngộ, bốn sự thật này, Như Lai chưa từng tuyên bố mình là người đã giác ngộ. Và chỉ sau khi Như Lai thấy rõ, biết rõ thực tính của các hiện tượng và bốn sự thật, Như Lai khẳng định, Như Lai đã chứng vô thượng chánh giác, không còn lạc trôi luân hồi sinh tử. Trong lúc pháp thoại được Phật giảng giải, Ngài Kiều Trần Như, một trong năm vị tỳ khu đệ tử, chăm chú lắng nghe với trọn tấm lòng thanh tịnh trong sáng, chợt thấu triệt được bản chất đích thực của các hiện tượng. Cái gì có sinh, ắt phải có diệt. Và khi pháp thoại vừa được giảng xong, chư thiên xa gần, trên khắp địa cầu, trên khắp thiên hà, tứ đại thiên vương, tam thập tam thiên, dạ ma đâu xuất, hóa lạc tha hóa, sắc giới phạm thiên, đồng thanh ca ngợi lời dạy của Phật, không ai sánh bằng, âm thanh tán tụng, bay mười phương xứ, đồng vọng ngân nga. Chính ngay lúc ấy, Thế Tôn tuyên bố, này Kiều Trần Như, con đã mở được con mắt diệu pháp, thấy được hiểu được thực tính hiện tượng. Từ đấy tôn giả được gọi là người có con mắt pháp. Đây là bài giảng đầu tiên của Phật sau ngày giác ngộ dưới bóng Bồ Đề, nên được đời sau kính cẩn xưng tụng kinh chuyển pháp luân.